đã có cầu thủ nào vẽ được đường bóng vào trái tim của em chưa? Hả? Uh, dạ, có. Có rồi hả? À? Ôi giờ ơi, buồn quá, hoa có chủ rồi đúng không? Uh, nhưng mà có tức là cầu thủ đấy là có bạn đấy có là có cầu thủ không? Có phải là cầu thủ không? Dạ có. Có nhưng luôn. Là... Có tham dự giải đấu này không? Có nhưng mà không phải là người, yêu, người em chỉ thích thôi. Chỉ thích hả? À? Tiết lộ không tiết lộ chỉ cần tiết lộ đội thôi, không cần tiết lộ tên. Đại học Hải Phòng. Đại học Hải Phòng à? Rồi, Đại học Hải Phòng nhá. Bây giờ nhắn nhủ cho một bạn trai nào của trường Đại học Hải Phòng nhá, có một bạn gái rất là xinh ở đây. Thầm thích bạn cầu thủ ở Đại học Hải Phòng, nhắn cho bạn ấy biết.